Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong mùa dịch này, các bạn muốn tìm một bộ anime phá cách, một bộ phim kỹ xảo mãn nhãn, hãy đón xem Sumatsu no Valkyrie, hay có tên gọi khác là Record of Ragnarok. Đây là một trong những bộ anime được gắn mác siêu phẩm và đã thành công trong năm 2021. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa các vị thần và loài người. Đây là một bộ truyện phá cách có rất nhiều yếu tố mới mẻ so với các bộ anime khác. Tác phẩm này được sáng tác bởi tác giả Fukumi và Shinya Umemura, minh họa bởi Aji Chika. Trong manga, quy tụ là rất nhiều vị thần và các nhân tài kiệt xuất trong nhiều tác phẩm và thần thoại hay tiểu thuyết. Các vị thần đến từ thần thoại Hy Lạp, thần thoại Bắc Âu, vị thần hủy diệt Ấn Độ, vân vân và mây mây. Bên phe nhân loại cũng có rất nhiều các nhân vật truyền thuyết trong 7 triệu năm lịch sử loài người, cả 13 Valkyrie, những nữ á thần xinh đẹp hỗ trợ nhân loại. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sắc màu, gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều ký ức đẹp và nhiều tác phẩm kiệt tác, nhiều nhân vật nổi tiếng đáng nhớ. Không lòng vòng loanh quanh nữa, mời các bạn đến với tóm tắt Sumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok, Nhân thần đại chiến Season 1. Mở đầu anime là khung cảnh hội đồng Valhalla. Nơi đây diễn ra cuộc họp mặt nghìn năm tổ chức một lần, các vị thần từ bốn phương tám hướng quy tụ lại. Thần Zeus tối cao sẽ đứng ra chỉ đạo cuộc họp. Nội dung của hội nghị cả thiên niên kỷ mới có một lần, luận bàn về định mệnh của nhân loại. Các vị thần sẽ bỏ phiếu xem có cho phép loài người tiếp tục được tồn tại thêm 1.000 năm nữa hay không, hay sẽ đặt dấu chấm hết cho con người. Các vị thần có suy nghĩ thật khó hiểu, chả giống như con người, anh em mà tháng mới gặp lại nhau phải tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, bét nhè ngay. Hội nghị lớn đông đủ nhiều người là chúng ta tổ chức một bữa tiệc lớn, ca hát nhảy múa các kiểu con đà điểu. Đằng này cả nghìn năm mới gặp lại nhau, chả nhậu nhẹt tiệc tùng gì. Các vị thần chỉ nhăm nhe bỏ phiếu hủy diệt loài người. Điều này khiến chỉ cả Valkyrie, á thần cho thần thoại Bắc Âu nóng mắt. Ngay khi thần Zeus hạ búa gõ quyết định, Brunhilde đứng ra xin tạm hoãn để set up kèo BK 13 với 13. Chị ta lấy ra quy định hiến pháp Valhalla điều 62 dòng 15 tạo ra giải đấu giữa 13 con người với 13 vị thần. Bên nào giành 7 chiến thắng đầu tiên sẽ thắng chung cuộc. Điều luật này vốn dĩ chỉ là trò đùa của các chư thần, nhưng Brunhilde cà khịa vài câu nói rằng các vị thần đang sợ, khiến hầu hết toàn bộ kích động sôi máu. Thế là các đấng tối cao đều đồng ý, thần Zeus gõ búa quyết định tuyên chiến. Ông thần già cho phép Valkyrie đứng ra hỗ trợ, chọn lọc 13 thí sinh loài người xuất sắc nhất tham gia giải đấu. Trận đấu này sẽ quyết định đến sự tồn vong của nhân loại, bên thần thắng thì loài người sẽ bị xóa sổ, còn nếu bên người thắng, nhân loại tiếp tục được tồn tại thêm 1.000 năm nữa. Đến ngày tổ chức đại hội, đấu trường Valhalla chật kín khán giả, cả bên thần và người. Vị thần Heimdall, kẻ canh giữ Khải Huyền, sẽ đứng ra làm trọng tài bắt chính trong giải đấu này. Ông nhanh chóng tuyên bố giải đấu bắt đầu. Trận đầu tiên, Thor với Lữ Bố. Ngay trận đấu đầu tiên, đại diện phe thần là vị thần mạnh nhất Bắc Âu, thần Sấm Thor xuất trận. Ngài là con trai của thần Odin, người bảo vệ Asgard. Thor sở hữu chiếc búa Mjolnir vô song, tạo hình chiếc búa to hơn nhiều trong Marvel. Khi ngài Thỏ xuất hiện, khiến tất cả mọi người và thần chố tròn mắt ra. Em út Valkyrie thứ 13 lo lắng nói với chị rằng không thể thắng nổi. Nhưng người chị cả rất tự tin ăn chiến công đầu này. Chị ta con người này là chiến binh mạnh nhất trên chiến trường. Nó là chiến thần mạnh nhất thời Tam Quốc, Lữ Father. Đây quả là một trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất đối đầu với nhau. Cổ vũ cho Thor, thần Forseti gáy đất ác, One Hit hạ nhân đó đi. Lập tức Chương Phi bên loài người gáy lại, băm vằm tên thần đó ra. Ba anh em Lưu Bị, Quang Vũ, Chương Phi cùng với Trần Cung dẫn đoàn quân của Lữ Bố cổ vũ cho tướng quân mạnh nhất thời Tam Quốc. Tiếng kèn thần Heimdall vừa dứt, trận chiến chính thức bắt đầu. Cả hai đấu sĩ đều không phòng thủ, không dò xét đối phương mà lao vào chiến luôn. Họ đều định một đòn hạ gục đối thủ, những đòn đánh dũng mãnh liên tiếp được tung ra. Có vẻ hai bên ngang tài ngang sức, khiến cho các vị thần ngạc nhiên. Sau một hồi, Thor bắt đầu nghiêm túc, nhắc lại quá khứ. Khi Asgard bị quân đội người khổng lồ Jotunheim tấn công, chúng phá hủy bức tường phòng thủ điên cuồng ăn thịt các thiên sứ Asgard. Tưởng chừng ngày tận diệt đã tới, Thor xuất hiện như một vị thần. À quên, anh muốn chỉ là một vị thần. Anh xuất hiện như một hackerman, chẳng cần bộ cơ động hay dao đọc giấy, một tay tiêu diệt 66 kẻ thù. Từ đấy, ngày Thor được lưu danh sử sách các vị thần. Tưởng chừng trận chiến sẽ kết thúc khi Thor bắt đầu nghiêm túc. Không ngờ, Lữ Bố bất ngờ chém Thor chảy máu. Quá khứ của Lữ Bố bắt đầu tiết lộ. Sau 30 năm rong ruổi khắp chiến trường, anh chưa từng có đối thủ. Vì quá chán với sức mạnh vô địch, anh tự nộp mình cho Tào Tháo để kết thúc cuộc đời nhàm chán. Điều này khác xa tiểu thuyết Tam Quốc Chí hay Tam Quốc Diễn Nghĩa ở Trung Quốc. Cả hai cảm thấy phấn khích khi lần đầu gặp được đối thủ xứng tầm. Các vị thần thấy thắc mắc tại sao khi đối đầu với thần binh, vũ khí thường sao chịu nổi, nó sẽ vỡ vụn ngay lập tức khi chạm phải. Chính vì thế các Valkyrie tình nguyện biến thành vũ khí cho chiến binh loài người sử dụng. Valkyrie thứ tư, Rangit, biến thành phương thiên hỏa kích chống lại vũ khí của thần. Vũ khí của Lữ Bố đã phá hủy một găng tay Rangit của Thor. Nghe nói đó là găng tay giúp Thor dùng được búa Mjolnir.
Nhưng khi thấy búa thức tỉnh, Thor vứt găng tay còn lại gây chấn động lớn. Mọi người mới biết rằng găng tay đó là phong ấn sức mạnh của Thor để ngài không phá hủy chiếc búa trước khi nó thức tỉnh. Lúc này Thor nhấc búa lên, bảo lư bố đừng chết. Khi Thor quăng búa chắc chắn trúng đích. Nó đã từng làm vỡ đầu người khổng lồ băng Jotun, nhưng nữ bố lại né được. Thực chất quăng búa đi để Thor lợi dụng lực ly tâm để tăng đòn chí mạng. Lư bố đã chặn được nhưng bị gãy xương cả hai chân. Tưởng chừng lư bố đã thua, thì xích thú lao tới tình nguyện cho anh cưỡi, cho hành đôi chân cho anh. Lữ bố quyết định sử dụng sát kỹ mạnh nhất là phá thiên. Đối lại, Thor vẫn hết sức tung tuyệt chiêu, lôi chùy thức tỉnh. Chiêu thức đó đã giúp Thor phá hủy Rangit và đôi tay của lữ bố. Lữ bố liều mạng lao lên thì bị Thor cắt đầu. Kết thúc trận mở màn, Thor giành chiến thắng trong vòng 16 phút 28 giây. Ngựa xích thấu, trần cung cùng quân lính của lữ bố liều chết lao lên, rồi bị anh Thor cõi đầu cả lũ đi theo lữ bố tan biến. Trận thứ hai, Zeus với Adam. Nén đau thương, chỉ cả Valkyrie quyết định chọn người đàn ông có số thứ tự nhỏ nhất trên thế giới tham chiến trận thứ hai. Đó chính là con người đầu tiên của nhân loại, Adam. Sau khi sàn đấu được các thần linh khôi phục, người mà ai cũng mong đợi đã xuất hiện với một cơ thể trần trụi, với một chiếc lá che chân giữa. Bất ngờ hơn, bên kia chiến tuyến, thần Hermes cầm đàn quậy một bản Vinahal mời thần Zeus xuất hiện. Vốn dĩ đại diện cho bên thần là thần Ấn Độ Shiva, nhưng Zeus lại tranh vị trí này để ra trận trước. Từ một bố già khòm gầy gò, bỗng ngài hóa cơ bắp khổng lồ. Phịch thủ tam giới dọa dẫm thủy tổ loài người, không có thần khí sẽ thua nhanh chóng. Valkyrie thứ 7, Reginev cưỡi ngựa có cánh bay tới, cô trở thành quả đấm sắt cho Adam. Trận đấu chính thức bắt đầu, hai người con trai của Adam nhiệt tình cổ vũ. Adam cũng hỏi vũ khí của Zeus đâu, bố già vũ trụ tuyên bố đấu tay không. Ông liền tung cú đấm cực nhanh với tốc độ 0.01 giây, trái đẻ loài người dễ dàng né được. Zeus liên tiếp tung ra những cú đấm nhanh hơn, lên tới 0.01 giây, rồi đến 0.001 giây, Adam vẫn dễ dàng tung tăng né được. Tức thì thần Zeus tung tuyệt chiêu Hoàng Hôn Lưu Tinh Quyền, liên hoàng Buda hướng thẳng thủy tổ. Nhưng game này vẫn quá dễ với Adam, dù có Buda đến mức rất nhiều số 0 cũng chẳng hề chạm được vào người Adam. Ngay cả cú đá diệu thần, Adam vẫn dễ dàng nhảy lên tránh đòn. Sau đó anh trả toàn bộ chiêu thức vừa rồi cho bố già, khiến mọi người đều bất ngờ. Adam vốn là bản sao hoàn hảo của thần linh, ngài sở hữu đôi mắt thần hư thị, nhìn thấu chiêu thức và cover y hệt chiêu thức của đối thủ. Zeus vô cùng phấn khích nhảy popping đá Adam, ai ngờ anh lại phản đòn y như vậy, đá bay bố già, khiến ông ta nổi điên dùng đòn tấn công của cha ông ta là Cronus. Đó là chiêu thần quyền vượt thời gian, đòn tấn công vượt qua quy luật thời gian. Vẫn không ăn thua như mọi chiêu thức, Adam đấm cho Zeus gục ngã. Tưởng chừng trận đấu kết thúc, Eva cùng với các con vui mừng rửa nhục vườn địa đàng khi xưa. Khi trong tay định tuyên bố Adam thắng trận, bỗng dưng Zeus đứng dậy. Lão già đó nghiền nát cơ thể mình, biến thành trạng thái Adamat. Cả hai la vào đấm nhau không ngừng nghỉ. Dù Adam có copy được chiêu thức của Zeus, nhưng do quá tải thần hư thị khiến Adam bị mù. Dù vậy, ý chí của thủy tổ loài người luôn bất khuất, chiến đấu cả khi chết không đầu hàng. Anh vẫn hiên ngang chết đứng trước sự gục ngã của thần Zeus. Tuy vậy, Zeus vẫn sống nên giành chiến thắng. Adam cùng với Reginev tan biến trong sự nuối tiếc của nhân loại. Trận thứ 3, Poseidon với Kojiro Sasaki. Khi nghe tới anh trai của Zeus là Poseidon ra trận, khiến các Valkyrie vô cùng lo lắng. Anh phân vân không biết chọn ai, thì lão già tóc bạc phơ bước vào nhận đấu trận này. Đó chính là Kojiro Sasaki. Khi em út nhà Valkyrie càng thêm lo lắng vì các đấu sĩ trước được hồi sinh ở trạng thái trẻ trung sung mãn. Lúc đó họ sở hữu sức mạnh mạnh mẽ nhất trong đời. Nhưng Kojiro Sasaki tuyên bố rằng ông đang ở trạng thái hoàng kim nhất trong suốt 400 năm tu luyện kiếm thuật. Valkyrie thứ hai Hurit sẽ trở thành thanh kiếm cho ông lão đó. Trận chiến thứ ba bắt đầu, xung quanh sàn đấu toàn là nước E. Vị thần thứ hai trên đỉnh Olympus trong 12 vị thần xuất hiện. Ngài là bảo chúa của đại dương với tính cách coi thường mọi người là lũ hèn hạ. Sasaki Kojiro cũng xuất hiện trên sàn đấu bằng cách chèo thuyền. Ban đầu mọi người đều coi thường ông vì biết ông là kẻ thất bại đáng tự hào nhất trong lịch sử vì ông ta chưa từng thắng trận đấu nào. Nhưng khi Sasaki rút kiếm, các cao thủ kiếm thuật khác cùng nhiều vị thần đều coi ông ta là thiên hạ vô song vì kiếm thuật của ông ta đã hoàn thiện. Sasaki Kojiro là nhân vật lấy trong chuyện về kiếm sĩ Miyamoto Musashi. Dù đã bắt đầu trận chiến, nhưng Sasaki không dám lao lên vì ông nhìn thấy cái đường tấn công trong tương lai sẽ khiến ông chết đến 18 lần. Điều khiến ông không thể tấn công được là do sức mạnh tàn bạo của Poseidon. Thuở xưa, đỉnh Olympus vốn dĩ có 13 vị thần. Do anh cả Adamas không phục em trai Zeus đứng đầu nên muốn gả Poseidon hợp tác để thịt Zeus. Nhưng không ngờ bị thần biển cả một kích xiên chết. Từ đấy, Hermes biết là lịch sử chỉ còn 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Không tấn công được, Sasaki bèn ngồi xuống nghỉ. Ông nhớ lại quá khứ luôn đi thách đấu và thất bại.
Nhưng mỗi lần thất bại một ai đó, ông ta đều học hỏi, tìm cách đánh bại họ trong tưởng tượng. Các đối thủ biết được điều đó rất khâm phục ý chí của ông ta. Sau hồi lâu suy nghĩ, Sasaki chủ động tấn công, chém đứt nhúng tóc của thần biển cả khiến ngài nhìn thẳng vào ông. Poseidon chủ động tấn công bằng chiêu thức sóng thịnh nộ, nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu, Sasaki né được hết. Thần biển cả bỗng dưng huýt sáo, tung đòn đánh trúng eo Sasaki khi ông thương nặng. Thần biển cả thấy vậy coi thường ông và tất cả tiếng cổ vũ từ các thần linh khác. Thấy Sasaki nói trúng tim đen, Poseidon tung chiêu thần lôi giáng hải, Sasaki dùng thiên thủ vô song chống đỡ. Ông áp sát thần biển cả dùng chiêu hố thiết, ai ngờ bị ngài ấy đánh gãy kiếm. Em út Valkyrie tưởng chị Hurrit đã đi, không ngờ thần khí biến thành song kiếm. Ông ta áp dụng rất nhiều chiêu thức của các kiếm sĩ từng giao chiến, đã thương được thần biển cả. Sau đó, Poseidon nghiêm túc dùng tuyệt chiêu Medusa Alope Demete liên tục gây thương tích lên người Sasaki. Tưởng chừng Sasaki đã thua, ông cố gắng kết hợp nhiều sát kỹ đã học, áp sát thần biển cả, chém nát người ngài ấy. Một chiến thắng vô cùng khó khăn, nhưng nó là chiến thắng đầu tay cho phe nhân loại. Các vị thần vô cùng bất ngờ với kết quả đó, đây là chiến thắng đầu tiên của Sasaki. Sau trận thứ 3, các vị thần tối cao họp mặt, ai nấy đều cảm thấy chuyện này không còn là trò đùa của thần linh. Zeus quyết định để các vị thần Hy Lạp lấy lại danh dự của mình. Trong khi đó, chỉ cả Valkyrie có cuộc trò chuyện bí mật với thần Hermes, không biết là có âm mưu gì. Cuối season 1 là cảnh giới thiệu trận chiến thứ 4 giữa thần Hercules với Jack the Ripper. Tỷ số hiện tại giải đấu giữa thần và người đang là 2-1 nghiêng về phe thần. Anh em cùng đợi theo dõi các trận chiến hoành tráng khác tại season tiếp theo nhé. Trên đây là tóm tắt Sumetsu no Valkyrie, cuộc chiến giữa người và thần. Các bạn có muốn mình làm video phân tích về bộ anime đình đám này không? Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng như subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.